chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Ngày hôm nay có một chuyến đi lắp đặt một combo bộ dàn cho chú Vinh ở Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Các quay nhé. Đây, thì anh em hôm nay không có ô tô thì anh em chở tạm bằng xe máy đi cho chú. Đây, chú chủ nhà đây. Xin chào khán giả tí. Thì chú ấy combo là chú lấy một chiếc đẩy D2006 này và một cục súp Flex này và một chiếc vang số S700 và một chiếc quản lý nguồn Adli và một bộ mic M10 và một đôi loa của DB Acoustic Core 12. Khi các bác mua combo này thì các bác sẽ được tặng một chiếc quản lý nguồn trị giá 1.700.000 đồng như vậy nhé. Đó, đây là không gian của nhà chú ấy. Không gian chú ấy chắc là chú ấy sẽ để hai chiếc loa trong kia, em lấy giày em chưa tháo vào trong nhà. Bây giờ em sẽ đi ra để bế đồ cùng anh em vào, nhưng mà xong em sẽ quay cho các bác chi tiết bộ dàn. Mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn, điều vô đánh mất.
yêu nhau đừng để cho nhau buồn thầm. Nhìn từ chiếc lá rơi rụng bên dưới, hỏi em có biết hay không, và sao em để tôi nhớ tôi không? Cánh